Dự ngôn thần chuẩn về quốc vận Trung Hoa. Thơ của Thiền sư Hoàng Bách, phần 1. 392 từ dự ngôn chính xác các sự kiện lịch sử lớn trong lịch sử Trung Quốc cận hiện đại. Chúng ta hãy xem cuốn Thiền sư Thi rốt cuộc có gì kỳ lạ. Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp. Nhắc đến cuốn sách dự ngôn nổi tiếng nhất Trung Quốc cổ đại, mọi người sẽ nghĩ đến Thôi Bối Đồ của Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương. Những dự ngôn của 32 hình ảnh đầu tiên có thể nói là chuẩn xác 100%. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Thôi Bối Đồ từ hình ảnh thứ 33 trở đi, trật tự ban đầu đã bị cố tình phá vỡ, khiến những dự ngôn từ cuối nhà Minh đến đầu nhà Thanh trở nên khó hiểu và khó giải thích. Mặc dù sau này không ít chuyên gia và học giả đã đưa ra những cách giải thích khác nhau và sắp xếp lại chúng theo thứ tự, nhưng họ vẫn không cách nào xác định được nguyên mạo ban đầu của nó. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cuốn sách khác có thể nói là dự ngôn thần chuẩn về quốc vận. Đó là cuốn Thiền sư Hoàng Bách Thi, gồm 14 bài thơ với tổng cộng 392 từ. Không chỉ dự đoán chính xác sự diệt vong của nhà Minh, các triều đại khác nhau của nhà Thanh, cuộc nội chiến kéo dài 8 năm giữa Quốc Dân Đảng và Cộng sản Đảng, sự kiện Quốc Dân Đảng rút lui về Đài Loan, đồng thời cũng chỉ ra vận mệnh tương lai Trung Quốc, trong đó điểm thời gian then chốt nhất rất có khả năng là năm 2025. Vì có rất nhiều nội dung đáng để tìm hiểu nên chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong hai tập. Làm thầy của đế vương. Bất kinh nhất phiên hàng triệt cốt, yên đắc mai hoa phát tị hương. Ý tứ là nếu không trải qua một mùa đông lạnh thấu xương thì hoa mai sao có thể ngát hương. Câu thơ kinh điển này tôi tin rằng rất nhiều bạn đều biết, nhưng bạn có biết tác giả của nó là ai không? Đó là nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta hôm nay, Thiền sư Hoàng Bách, một vị cao tăng đời Đường. Thiền sư Hoàng Bách, nguyên danh là Hy Vận, không rõ họ. Ông là người Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, từ nhỏ đã xuất gia ở núi Hoàng Bách. Vì yêu mến núi Hoàng Bách nên sau này khi thuyết pháp, ông thường dùng tên Hoàng Bách và mọi người tôn xưng ông là Thiền sư Hoàng Bách. Thiền sư Hoàng Bách có nhiều đệ tử, trong đó phải kể đến hai vị đệ tử. Vị đầu tiên là Đường Tuyên Tông Lý Thầm. Khi Lý Thầm còn niên thiếu, có lần từng trèo lên long sàng của anh trai mình là Đường Mục Tông, làm động tác thần thái như thể đang tiếp kiến một đại thần. Mục Tông xem xong hết lời khen ngợi. Sau này, cháu trai của Lý Thầm, Đường Phủ Tông Lý Viêm lên ngôi. Nhớ tới chuyện này, trong tâm oán hận Lý Thầm, muốn hại chết ông. Để tránh nạn, Lý Thầm ẩn thân trong thiền viện làm một tiểu tăng. Sau này, ông hướng tới thiền sư Hoàng Bách, hành lễ đệ tử, theo thiền sư học tập thiền pháp. Vì để giúp Lý Thầm khai ngộ, thiền sư Hoàng Bách thậm chí đã tát hoàng đế tương lai vài cái. Sau khi Lý Thầm lên ngôi, ông đã lật ngược tố pháp diệt Phật của Đường Vũ Tông, chấn hưng Phật giáo. Điểm ngộ tể tướng. Một vị đệ tử cư sĩ nổi tiếng khác của thiền sư Hoàng Bách là Bùi Hưu, tể tướng nổi tiếng của nhà Đường. Khi Bùi Hưu đang giữ chức thứ sử Hồng Châu, ông đã gặp thiền sư Hoàng Bách. Lúc bấy giờ, thiền sư Hoàng Bách đang tu hành tại tịnh xá ở núi Hoàng Bách. Bùi Hưu nhất tâm tu Phật nhưng lại luôn không nắm được điểm trọng yếu, nên thiền sư Hoàng Bách đã hướng dẫn ông bằng nhiều cách. Thiền sư Hoàng Bách từng nói với ông, người tu hành hiện tại ngày càng chú trọng biểu hiện bên ngoài, không muốn nhìn vào tâm chính mình, điều này đều là làm trái đạo. Nếu có thể phóng hạ thân mình, cam tâm tình nguyện là một hạt cát, thì nhìn thấy thần Phật đầy trời đi qua bên thân, hạt cát sẽ không kinh ngạc hoan hỷ. Nhìn thấy từng đàn cừu dê trùng kiến dẫm đạp lên mình, hạt cát sẽ không tức giận. Nhìn thấy kỳ chân dị bảo lung linh mãn nhãn, hạt cát sẽ không tham lam bảo vật mà chiếm lấy cho mình. Nhìn thấy rác rưởi ô uế chảy qua, hạt cát sẽ không khởi tâm chán ghét. Trong mắt hạt cát, nó đối với hết thảy sự vật bên ngoài không có phân biệt. Nhân từ xem xét mọi sự vật, tâm trí tự nhiên viên minh phổ chiếu, đây chính là bản lai của tâm thanh tịnh. Dưới sự hướng dẫn của thiền sư Hoàng Bách, Bùi Hưu dần dần lý giải đại nghĩa của Phật Pháp. Lúc bấy giờ người ta gọi Bùi Hưu là Hà Đông Đại Sĩ và Tể Tướng Các Môn. Cuốn Thiền Sư Thi do thiền sư Hoàng Bách khẩu thuật lưu lại, nghe nói chính là do Tể Tướng Bùi Hưu tự mình ghi chép. Bây giờ chúng ta hãy xem cuốn Thiền Sư Thi rốt cuộc có gì kỳ lạ. Miêu tả quốc vận của nhà Thanh. Bài thơ đầu tiên viết như thế này: Nhật nguyệt lạc thời gian hải bế, thanh viên tương ngộ phán hưng vong.
Bát ngưu vận hướng điền kiềm tận, nhị cửu đan thành kim cốc tàng. Hai chữ Nhật Nguyệt ở đầu ghép lại thành chữ Minh, nên câu đầu tiên có ý nói rằng khi nhà Minh diệt vong, Trung Quốc sẽ bước vào một thời kỳ bị bế quan tỏa quốc. Có thể mọi người muốn hỏi, thiền sư Hoàng Bách chẳng phải là người thời Đường sao? Tại sao không bắt đầu viết từ thời nhà Đường mà lại bắt đầu từ Minh Mạc Thanh Sơ? Có người cho rằng trong Thiền Sư Thi thực ra còn có những nội dung khác nhưng đã thất lạc, không được lưu truyền lại. Một số người nói rằng cuốn sách này chính là như vậy. Tuy nhiên, theo chúng tôi xét, bất quản là tình huống nào, có lẽ chính là thiên ý đã an bài như vậy. Quốc vận trước khi nhà Minh kết thúc, chỉ cần có Thôi Bối Đồ là đủ. Đối với các thế hệ sau, Thiền Sư Thi được dùng để bù đắp những thiếu sót về trình tự quái tượng bị đã loạn trong Thôi Bối Đồ. Chúng ta hãy tiếp tục xem câu tiếp theo. Thanh Viên Tư Ngộ Phán Hưng Phong. Cách dùng màu sắc đáp phối với các con giáp này rất thường thấy trong Thiền Sư Ti, ví dụ như có hắc hổ, hồng kê, gà hồng, xích thử, chuột đỏ, kim xà, rắn vàng, v.v. Chúng ta nên giải thích từng điều này như thế nào? Học thuyết ngũ hành cổ đại của Trung Quốc có nội hàm phi thường bát đại tinh thâm. Ngũ hành có thể đối ứng thiên can địa chi, đối ứng các mùa và phương vị khác nhau với màu sắc. Tự thanh trong thanh viên đối ứng với mộc trong ngũ hành, lại vừa đối ứng với giáp trong thiên can, mà viên chính là đối ứng với thân trong địa chi. Phối hợp lại mà xem thì chính là chỉ năm con khỉ giáp thân năm 1644, lúc đó đã phát sinh chuyện gì? Quân Thanh tiến vào biên giới. Điều này vừa khớp đối ứng với câu đầu tiên, Minh Triều diệt vong, Hưng vong đã định. Câu tiếp theo, Bát ngưu vận hướng điềm kiềm tận. Bát ngưu này hợp cùng nhau thành chữ Chu. Điền kiềm dùng để chỉ khu vực Vân Nam và Quý Châu. Khi nhà Minh ở Bắc Kinh bị lật đổ, các quan lại ở Nam Kinh bèn tôn một người trong hoàng tộc là Phúc Vương lên làm vua, lập nên nhà Nam Minh. Tuy nhiên, trước sự tấn công mạnh mẽ của quân Thanh, vị vua cuối cùng của nhà Nam Minh là Nam Minh Vĩnh Lịch Đế Chu Do Lan phải chạy sang Miến Điện. Ngô Tam Quế đem quân truy kích, buộc vua Miến Điện phải giao Chu Đô Lan, rồi đưa về Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam treo cổ. Vương triều Nam Minh của họ Chu mới được tính là thực sự diệt vong. Nội dung đằng sau chính là nói về chuyện xảy ra vào triều đại nhà Thanh. Câu cuối cùng, nhị cửu đan thành kim cốc tàng, ám chỉ hoàng đế Thuận Trị của nhà Thanh trị vì 18 năm. Mặc dù sử sách nói rằng hoàng đế Thuận Trị qua đời vì bệnh tật, nhưng trong dân gian có thuyết pháp rằng ông đã xuất gia làm tăng. Về bí ẩn xuất gia của Thuận Trị, chúng tôi sẽ có tập đặc biệt giải thích chi tiết sau. Các bạn quan tâm đừng bỏ lỡ nhé. Sau đây chúng ta xem bài thơ thứ hai. Hắc hổ đương đầu vận tế khang, tứ phương kham định tỉnh thùy thường. Đường ngu dĩ hậu vô tư thịnh, ngũ ngũ hoàng khiêm lục lục trường. Bài thơ này thường được coi là mô tả chính trị nhân đức của hoàng đế Khang Hy. Khang Hy lên nắm quyền vào năm con hổ Nhâm Dần năm 1662. Nhâm thuộc thủy, thủy trong ngũ hành là màu đen, đối ứng với hắc hổ. Sau đó, Khang Hy bình định tứ phương, quốc chính thanh minh, mở ra thời đại thịnh thế của Khang Hy và Càn Long. Đây là thời đại thịnh thế chưa từng xảy ra kể từ Đường Ngu, còn gọi là Nghiêu Đế. Câu cuối cùng tiết lộ thời gian trị vì của Khang Hy, ngũ ngũ là 25 năm và lục lục là 36 năm, tổng cộng là 61 năm. Chúng ta hãy xem bài thơ thứ 3. Hữu nhất chân nhân xuất Ung Châu, tích linh nguyên thượng sử nhân sầu, tu tri thâm khắc phi thường pháp, bạch hổ ta phùng tuế nhất chu. Chữ Ung được nhắc đến ở đầu bài thơ, vì vậy bài thơ này hẳn là nhằm giới thiệu hoàng đế Ung Chính, người kế vị Khang Hy. Vậy câu thứ hai nói gì? Tích linh là một loài chim, có một câu thành ngữ gọi là tích linh tại nguyên, so sánh thâm tình huynh đệ, có thể bất chấp sinh tử mà cứu viện cho nhau. Tuy nhiên, vế sau lại là sử nhân sầu, khiến người ta buồn, nên nó được giải độc là sự bất hòa giữa Ung Chính và những người anh em của mình. Điều này phải nói đến trận tranh đế vương kịch liệt nhất trong lịch sử, chính hoàng tử tranh ngôi báu. Năm Khang Hy thứ 47, tức là năm 1708, Khang Hy phế truất thái tử Dận Nhân. Kết quả là ngôi thái tử bị bỏ trống, nên các hoàng tử khác cũng phấn đấu mục tiêu trở thành thái tử. Đương thời, Khang Hy có tổng cộng 24 hoàng tử, trong đó có 9 người tham gia tranh ngôi thái tử. Về sau chủ yếu chia thành 3 đảng phái. Thái tử đảng do Nhị A Ca bị phế truất đứng đầu.
Tứ Gia Đảng do Tứ A Ca Dận Chân đứng đầu, Bát Gia Đảng do Bát A Ca Dận Tự đứng đầu. Sau khi Ung Chính đăng cơ, Dận Tự và A Ca thứ 9 Dận Đường bị Ung Chính khai trừ khỏi gia tộc, phải đổi tên lần lượt là A Kỳ Na và Tắc Tư Hắc. Về hai cái tên này, dân gian cho rằng chúng có nghĩa là lợn và chó trong tiếng Mãn Châu. Sau này các chuyên gia xác nhận rằng chúng có nghĩa tương ứng là một bên hạ nhiệt đi và quỷ phiền toái. Quả nhiên tình huynh đệ của họ thực sự không hòa hợp. Tiếp theo, nhìn vào câu thứ 3 tương đối dễ hiểu là nói dưới thời Ung Chính, ông đã áp dụng không ít chính sách bàn tay sắt, pháp trị rất nghiêm ngặt, hà khắc. Câu cuối cùng là Ung Chính lên ngôi vào năm Nhâm Dần năm 1722, tuế tinh cũng chính là sao Mộc, cứ 12 năm là đi hết một vòng hoàng đạo, ý vị ông sẽ trị vì trong 12 năm. Xem đến đây, không biết mọi người có cảm thấy kỳ quái vì sao Khang Hy lên ngôi năm Hổ Nhâm Dần năm 1662 là năm Hổ Đen, đến năm Ung Chính lên ngôi cũng là năm Hổ Nhâm Dần năm 1722 lại biến thành năm Hổ Trắng. Một số cách giải thích cho rằng Thiền sư Hoàng Bách không muốn dùng hắc hổ liên tục trong hai bài thơ trước và sau sẽ có vẻ đơn điệu và lặp đi lặp lại. Nhưng lẽ nào có thể điên đảo trắng đen như vậy? Đương nhiên là không. Cao nhân sao có thể dùng từ tùy tiện? Chúng ta hãy nhìn vào nạp âm ngũ hành, chúng ta sẽ phát hiện Nhâm Dần đối ứng là kim bạc kim, mà kim lại đối ứng với màu sắc ngũ hành là trắng. Do đó nói năm Nhâm Dần là năm bạch hổ cũng có căn cứ. Thực ra sau khi đọc kỹ, bạn sẽ thấy cách thức sắp xếp thứ tự thời gian về màu sắc và cung hoàng đạo Trung Quốc 12 con giáp trong Thiền Sư Thi rất độc đáo, phản ánh đầy đủ đặc điểm dự đoán chuẩn xác nhưng lại ẩn dụ. Ví dụ, hồng kê và xích thử xuất hiện phía sau không chịu theo quy luật thông thường, giải thích chúng như thế nào? Chúng ta sẽ nói về nó sau. Can quái chim lai cảnh vận long, nhất bàn lục giáp tổ tôn đồng, ngoại nhương sơ độ trù biên sách, nội thiện vô tàm thái cổ phong. Tôi tin rằng sau khi đọc câu đầu tiên, mọi người sẽ biết đây là một bài thơ miêu tả hoàng đế Càn Long. Càn Long trị vì 60 năm, gần như đuổi kịp ông nội Khang Hy. Nhưng để không vượt qua Khang Hy, ông những năm cuối đời đã truyền lại ngôi báu cho con, rất có phong điển như ngôi của Tam Hoàng Ngũ Đế. Trong bài thơ còn nói, Càn Long đã bình định rất nhiều cuộc phản loạn ở biên cương, mở rộng lãnh thổ nhà Thanh, tạo nên một thời đại thịnh thế khác của Thanh Triều. Dự ngôn xong về Càn Long, liền nói đến Gia Khánh. Quả nhiên tên của nhân vật chính cũng được xướng lên ở đầu bài thơ tiếp theo. Xích Long Thủ Khánh Sự Kham Gia, Na Phạ Liên Trì Khai Bạch Hoa, Nhị Thập Ngũ Huyền Đàn Dịch Tận, Long Lai Long Khứ Bất Phùng Xà. Hoàng đế Gia Khánh lên ngôi vào năm 1796, năm Bính Thìn. Bính thuộc hỏa, hỏa đối ứng với màu đỏ nên được gọi là Xích Long Rồng Đỏ. Câu thứ hai nói về loạn Bạch Liên Giáo sau khi Gia Khánh lên ngôi, nhưng dự ngôn cũng nói không phải sợ, không có nguy hiểm. Câu thứ ba và câu thứ tư nói rằng Gia Khánh trị vì 25 năm, lên ngôi vào năm Thìn, mất vào năm Thìn, tiếp theo là năm Rắn nên gọi là rồng đến, rồng đi, không gặp rắn. Tiếp tục bài thơ thứ sáu. Bạch xà đương đạo mạng đằng quang, tiêu cán cần lao nhất thế mang, bất hạnh anh hùng lai hải thượng, vọng dương tòng thử tháng dương dương. Bài thơ này tiếp tục phong cách trước đó. Câu đầu tiên chỉ ra năm hiệu Đạo Quang. Hoàng đế Đạo Quang lên ngôi vào năm 1821, năm con rắn Tân Tỵ. Chúng ta bấm đốt tay, quả nhiên là năm rắn trắng. Đạo Quang Đế là một vị hoàng đế cần cù, tiết kiệm, nổi tiếng trong lịch sử. Nhân cách đạo đức rất tốt, nhưng đáng tiếc nỗ lực cá nhân không thể đối kháng lại thiên mệnh. Năm 1840, năm Đạo Quang thứ 20, chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất nổ ra. Pháo binh Anh đã mở tung cánh cửa bế quan tỏa quốc của nhà Thanh. Từ đó, quốc sự đa nan, rất nhiều thế lực ngoại bang cường đại vượt biển đến Trung Quốc, tha hồ cướp bóc. Vậy bài thơ thứ 7 dự ngôn câu chuyện lịch sử nào? Hợi thỉ vô ngoa, nhị quái khai, tam tam lưỡng lưỡng, tổng kham ai, đông nam vạn lý, hồng cân nhiễu, tây bắc thiên quần, bạch mạo lai. Hợi thỉ là chỉ năm con lợn và hoàng đế Hàm Phong lên ngôi vào năm Tân Hợi năm 1851, năm con lợn. Vậy làm thế nào tìm được niên hiệu Hàm Phong? Trong 64 quẻ kinh dịch có hai quẻ tượng là quẻ Hàm và quẻ Phong đối ứng với nhị quái khai ở câu thứ nhất. Câu thứ hai nói 3 cộng 3 cộng 2 cộng 2 bằng 10.
Trong 10 năm trị vì của hoàng đế Hàm Phong, việc nước không suôn sẻ, vô cùng bi ai. Tại sao nó không thuận lợi? Đông Nam có Thái Bình Thiên Quốc, Tây Bắc có Biến Dân Hồi Giáo. Có thể mọi người đã nghe nói về Thái Bình Thiên Quốc, chúng tôi sẽ nói biến cố của dân Hồi Giáo. Vì nguyên nhân tôn giáo, xung đột giữa người Hán và người Hồi vào thời nhà Thanh đã nhiều lần nổ ra. Mâu thuẫn giữa hai dân tộc ngày càng trở nên nghiêm trọng kể từ những năm cuối Đạo Quang. Năm 1861, người Hồi bắt đầu nổi loạn. Năm 1862, loạn thế lan rộng. Sau đó, nhà Thanh phải mất 5 năm để bình phản. Dân số vùng Thiểm Tây và Cam Túc giảm từ 6 đến 7 triệu người. Sau chiến tranh, triều đình nhà Thanh buộc quân nổi dậy người Hồi phải di chuyển xa hơn về phía Tây để tránh lại sinh chuyện. Kết quả này còn có thể nhìn thấy ở bài thơ thứ 8. Đồng tâm tá trị vận trung hưng, Nam Bắc phong yên nhất tạo bình, nhất kỷ cương chu dương nhất phục, hàng băng không tự chiến căng căng. Câu đầu tiên chỉ ra niên hiệu Đồng Trị. Trong đoạn thời gian này, nhà Thanh bước vào thời kỳ tương đối ổn định, trong lịch sử gọi là Đồng Trị Trung Hưng. Câu thứ hai viết Nam Bắc phong yên nhất tảo binh, tức là vào thời kỳ Đồng Trị, Thái Bình Thiên Quốc và Biến Dân Hồi đều được bình định. Nhìn câu thứ ba, nhất kỷ cương chu, chính là vừa mới tròn 12 năm. Dương nhất phục nghĩa là thêm một năm, chúng ta cùng xem nhé. Quả nhiên, Đồng Trị đã trị vì tổng cộng 13 năm, và câu cuối cùng chỉ ra rằng mặc dù đang là thời kỳ trung hưng, nhưng nội ưu ngoại hoạn vẫn còn đó. Đế quốc Đại Thanh vẫn trải qua từng ngày cam go. Bài thơ tiếp theo nói về điều gì? Quang mang thiểm thiểm kiến tai tinh, thống tự bàn diên tính hữu bằng, tần tấn nhất gia nhưng đỉnh túc, hoàng viên vận ngột lực ngang thắng. Từ hai câu mở đầu, chúng tôi có thể tìm thấy hai chữ quang tự. Ở đây cũng đề cập đến, trong này cũng nhắc đến hoàng đế Tuyên Thống. Tuy nhiên lại có tài tính, nên khẳng định không phải chuyện tốt. Sách lịch sử ghi lại rằng, trong khoảng thời gian này đã phát sinh các sự kiện lớn như chiến tranh Giáp Ngọ, phản loạn Nghĩa Hòa Đoàn, liên quân tám nước xâm lược v.v. Nhà Thanh khí số dần tận. Từ bàn diên trong câu thứ hai, ám chỉ vấn đề huyết thống giữa hoàng đế Quang Tự và hoàng đế Tuyên Thống. Quang Tự không phải là con trai của Đồng Trị mà là em họ của ông, mà Tuyên Thống cũng không phải là con trai của Quang Tự mà là cháu trai của ông. Câu thứ 3 và thứ 4, các chuyên gia và học giả khác nhau có cách giải thích khác nhau. Một giả thuyết cho rằng sau khi nhà Thanh sụp đổ, mặc dù chính phủ quốc gia Nam Bắc trên bề mặt đã đạt được thỏa thuận hòa bình, trở thành Tần Tấn một nhà, nhưng trên thực tế họ vẫn là thế dân kiền. Hoàng viên chỉ vận khí của Hoàng Hưng và Tôn Trung Sơn đã cạn kiệt, lực lượng khó thắng được Viên Thế Khải. Tại sao chữ viên lại chỉ Tôn Trung Sơn? Các chuyên gia suy đoán rằng viên cũng có nghĩa là con khỉ tục gọi là Hồ Tôn. Nhưng chúng tôi cảm thấy cách giải thích này có phần khiên cưỡng, màu sắc và cung hoàng đạo tại 5 trong 8 bài thơ đầu của Thiền Sư Thi đều chỉ 5. Tại sao phong cách của câu cuối lại đột nhiên cải biến? Hãy cùng xem cách giải thích thứ hai được các chuyên gia đưa ra. Tần Tấn Nhất Gia ám chỉ Thái Hậu Từ Hy, hậu phi của Hoàng đế Hàm Phong. Bà bắt đầu xuất hiện trên vũ đài lịch sử từ thời Hoàng đế Hàm Phong mãi đến khi nhà Thanh kết thúc và đóng vai trò quyết định trong triều đình nhà Thanh. Bởi vì Từ Hy Thái Hậu rốt cuộc không phải là Võ Tắc Thiên, cũng không có đế vương niên hiệu, nên Thiền Sư Thi chỉ có thể đề cập đến bà một cách mơ hồ như vậy. Còn Hoàng Viên Khỉ Vàng ám chỉ năm 1908, năm con khỉ mậu thân, mậu thuộc thổ, đối ứng với màu vàng. Năm đó, hoàng đế Tuyên Thống lên ngôi nhưng không thể cứu vãn được thời thế. Nhà Thanh cuối cùng đã diệt vong. Bởi vì dự ngôn hầu hết đều tương đối mơ hồ, trước khi phát sinh rất khó giải đọc ra, chỉ có thể giải đọc nó sau khi sự kiện phát sinh, mà mỗi người khác nhau sẽ có cách lý giải khác nhau. Về cách giải thích hai câu cuối của bài thơ thứ 9, chúng tôi vẫn thích cách giải thích thứ hai hơn. Bạn nghĩ sao? Trong 14 bài thơ của Thiền Sư Thi, 9 bài đầu nói về quốc vận nhà Thanh. Từ bài thơ thứ 10 bắt đầu nói về Trung Hoa Dân Quốc, Bắc Phạt và nội chiến giữa Quốc Dân Đảng và Cộng sản Đảng, đồng thời chỉ ra vận mệnh tương lai của Đài Loan và kết cục cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi sẽ giải đọc chi tiết những nội dung này ở tập tiếp theo. Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Năm 2025 cự biến, giải đọc dự ngôn thơ của Thiền Sư Hoàng Bách, phần 2.
chuyên gia giải độc Dự Ngôn thường tin rằng hai câu đầu của bài thơ nói về sự suy bại của chính quyền đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong khi hai câu cuối nêu lên thời gian và dấu hiệu diệt vong của nó. Hãy nói về điều này một cách chi tiết. Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp về Dự Ngôn Hoàng Bách Thiền Sư Thi, bắt đầu từ bài thơ thứ 10 là Dự Ngôn Trung Quốc tiến vào thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc. Rất nhiều nội dung liên quan mật thiết đến chúng ta, mà điều thú vị nhất là nó cho biết vận mệnh tương lai của Trung Quốc cuối cùng sẽ đi về đâu. Trung Hoa Dân Quốc huyết lệ. Trước tiên, chúng ta hãy đọc bài thơ thứ 10. Dụng vũ thì đương bạch hổ niên, tứ phương cát tự khởi phong yên, cửu châu hữu kiến tam phân định, thất tái nhân lưu nhất tuyến chiên. Hai câu đầu nói rằng năm Hổ Bính Dần năm 1926, Tưởng Giới Thạch tiến hành Bắc phạt thống nhất Trung Quốc. Khi đó, bốn phương quân phiệt hỗn chiến, các cứ các nơi tự điều hành chính sự. Như chúng tôi đã giới thiệu ở số trước, Thiền Sư Thi thường sử dụng màu sắc và cung hoàng đạo để biểu thị niên đại. Năm Bính Dần năm 1926 là năm con hổ, bính thuộc hỏa, hỏa màu đỏ nên phải là xích hổ niên, xích là màu đỏ. Tại sao Dự Ngôn lại gọi là bạch hổ niên? Người ta thường lý giải, năm bạch hổ có ý tứ là một năm hung, năm đại biểu cho chiến tranh, họa nạn. Câu tiếp theo, cửu châu hữu kiến tam phân định có ý nghĩa gì? Cửu châu chỉ Trung Quốc, điểm này không ai dị nghị, vậy thì tam phân định là ý tứ gì? Ở đây có hai cách giải thích khác nhau. Một là nói, kể từ khi triển khai Bắc phạt, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực giành quyền lãnh đạo. Vào năm sau Bắc phạt của Chính phủ Quốc dân Đảng, tức là vào năm 1927, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động bạo động Nam Xương, triển khai bạo lực quân sự để đoạt quyền lực. Năm 1931, Nhật Bản dùng sự biến 18 tháng 9 để lấy cớ xâm lược vùng Đông Bắc Trung Quốc. Sau đó, các cứ vùng Đông Bắc thành lập chính quyền Mãn Châu Quốc. Trung Quốc lâm vào trạng thái bị chính phủ quốc gia, Đảng Cộng sản và Nhật Bản chia ba. Một cách giải thích khác là tam phân định đề cập đến thời kỳ an định xuất hiện ở Trung Quốc đương thời sau Bắc phạt, được chính phủ Trung Hoa Dân Quốc gọi là thời kỳ 10 năm kiến quốc. Đoạn thời gian này được chính phủ Trung Hoa Dân Quốc gọi là thịnh sự ngắn ngủi. Nhưng sự an định này chỉ có 3 phần, vẫn còn 7 phần không an định. Nhân tố không an định này bao gồm việc Đảng Cộng sản thành lập nước Cộng hòa Xô Viết Trung ương vào năm 1931. Đảng Cộng sản bắt đầu bành trướng ở Trung Quốc, phát động bạo động vũ trang, đốt phá, giết chóc, cướp đoạt. Một người nếu nhà có một mảnh đất thì là có tội. Nó giống như ngày nay nói một cá nhân có một ngôi nhà là tội đáng chết vậy. Nếu bạn muốn biết thêm về giai đoạn lịch sử này, tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách Cử Bình về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ở đây chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết. Câu cuối cùng, thất tái nhân lưu nhất tuyến chiên, 7 cộng 1 bằng 8, nghĩa là cuộc kháng chiến chống Nhật kéo dài 8 năm đã thắng lợi. Nhưng thực ra câu này còn có hàm ý sâu xa hơn. Phóng viên quốc tế Cộng sản Piotr Parfenovich Vladimirov đã viết trong cuốn Nhật ký Diên An rằng trong kháng chiến chống Nhật, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi theo đường lối chỉ đạo, một phần kháng chiến, hai phần đối phó, 7 phần phát triển. Lợi dụng quân đội quốc gia toàn lực kháng Nhật không có khả năng tiểu cộng, lợi dụng thời cơ đó để sinh tồn. Hơn nữa, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã kiến lập một khu căn cứ tại Diên An. Đây là nhất tuyến chiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ôi Diên An, Diên An! Đảng Cộng sản Trung Quốc khi chỉ còn chút hơi tàn lại được bình an. Có lẽ hết thảy đều nằm trong sự an bài của thiên thượng. Vậy bài thơ tiếp theo nói về điều gì? Hồng kê đề hậu quỷ sanh sầu, bảo vị phân tranh bán bích hưu, hạnh hữu kim ngao năng đái chủ, kỳ phân bát diện hạ tần châu. Trong câu đầu tiên đã điểm danh thời gian, hồng kê gà đỏ ám chỉ năm 1945 là năm con gà Ất Dậu. Có thể có người hỏi, năm Ất Dậu, Ất thuộc mộc, mộc đối ứng với màu xanh, vì sao không phải là năm gà xanh mà lại là năm gà đỏ? Dường như từ sau khi tiến nhập vào thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, thời gian của Thiền Sư Thi, màu sắc có lúc không chịu theo đối ứng thiên can, ngũ hành mà mang ý nghĩa khác. Chữ hồng ở đây đối ứng với chính quyền sắc đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc quật khởi vào năm con gà. Có chuyên gia nghiên cứu Dự Ngôn còn chỉ ra, địa đồ Trung Quốc hiện nay trông giống như một con gà trống bị chính quyền đỏ kiểm soát, chẳng phải là một con gà đỏ sao? Như vậy, việc dùng hồng kê ở đây là một cách chơi chữ, bạn có thấy không? Quỷ sinh sầu trực tiếp chỉ ra chiều sâu khổ nạn mà hồng họa mang lại cho người dân Trung Quốc.
Câu thứ hai đối ứng chính là cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Cộng sản đảng. Sau đó, chính quyền Quốc dân đảng đã mất một nửa Giang Sơn ở phía bắc sông Dương Tử vào năm 1948 và thất thủ hoàn toàn vào cuối năm 1949. Vậy thì, hạnh hữu Kim Ngao năng đái chủ có nghĩa là gì? Kim Ngao là con rùa thần được nhắc đến trong thần thoại Trung Quốc. Nó đầu đuôi giống rồng, thân giống rùa, toàn thân màu vàng, sống ở biển. Nói xong, mọi người sẽ minh bạch câu này có nghĩa là: may mắn thay, vẫn còn Đài Loan ở đó để chính phủ quốc dân an thân lập nghiệp, thừa tải nền văn minh chính thống của Trung Hoa. Câu cuối cùng ám chỉ sự luân hãm toàn diện của Trung Quốc đại lục trong Hồng Triều. Kỳ phân bát diện, lá cờ phân tám mặt, dùng để chỉ bát lộ quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và Tần Châu là chỉ khu vực căn cứ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Diên An, ở phía bắc Thiểm Tây, thời cổ đại thuộc lãnh thổ nhà Tần. Chữ hạ chỉ ra rằng quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc tràn ra từ Diên An, nắm toàn quyền kiểm soát đại lục và cướp chính quyền. Vậy điều gì phát sinh sau khi chính phủ quốc dân tới Đài Loan? Chúng ta hãy xem bài thơ thứ 12. Trung hưng sự nghiệp Phó Lân Nhi, Thủy hậu Ngưu Tiền Diệu Đức Nghi, Kế thống Thiên An Tam Thập Lục, Tọa kháng cảnh ngoại Huyết Dư Nê. Sau khi Tưởng Giới Thạch mang chính phủ quốc dân đến Đài Loan, ông luôn nuôi hy vọng có thể phản công đại lục. Tuy nhiên, cho đến khi ông qua đời, tâm nguyện này vẫn chưa được thực hiện, nên ông đã giao lại đại nghiệp phục hưng cho Lân Nhi Tưởng Kinh Quốc. Câu thứ hai, Thủy hậu Ngưu Tiền, sau heo trước trâu, có lẽ ám chỉ năm con chuột. Năm Nhâm Tý năm 1972, Tưởng Kinh Quốc chính thức lên nắm quyền, trở thành Viện trưởng Hành chính Trung Hoa Dân Quốc. Thiền sư Thi dùng ba chữ Diệu Đức Nghi để hình dung những chính tích của Tưởng Kinh Quốc, có thể nói là một lời khen ngợi rất lớn đối với ông. Sự thật đúng như vậy, Tưởng Kinh Quốc sau đó đã đầu tư hơn 200 tỷ đài tệ để khởi động thập đại cơ sở kiến trúc, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Đài Loan, thúc đẩy quá trình thăng cấp sản nghiệp và cất cánh kinh tế Đài Loan. Sau đó, Tưởng Kinh Quốc còn làm một sự việc phi thường, đó là bãi bỏ triệt để quản chế quân chính trong thời kỳ động viên chống nổi loạn, giải trừ đảng cấm, báo cấm, khiến Trung Hoa Dân Quốc kết thúc trạng thái động viên, chuẩn bị cho chiến tranh, hồi quy về chính quyền dân chủ hợp hiến. Câu thứ ba, kế thống Thiên An Tam Thập Lục có nghĩa là chính phủ Trung Hoa Dân Quốc kế thừa truyền thống Trung Hoa sẽ kết thúc ở Đài Loan sau 36 năm hòa bình. Có phải như vậy không? Hãy thử làm một phép tính. Từ khi Tưởng Giới Thạch đến Đài Loan năm 1949 cho đến khi Tưởng Kinh Quốc qua đời năm 1988. Năm 1988 trừ 1949 bằng 39 năm. Vậy thì liệu dự ngôn có sai không? Không hề. Sau khi Tưởng Giới Thạch qua đời, từ năm 1975 đến năm 1978, Nghiêm Gia Cam, phó tổng thống của Tưởng Giới Thạch, đã tạm thời giữ chức quyền tổng thống nước Trung Hoa Dân Quốc. Tưởng Kinh Quốc chỉ lên nắm quyền tổng thống vào năm 1978. Quả đúng là 36 năm, thật là chuẩn xác như thần. Câu cuối cùng có lẽ không khó hiểu đối với những bạn quen biết về lịch sử hiện đại của Trung Quốc. Cùng lúc với việc Trung Hoa Dân Quốc đang phát triển chủ nghĩa hợp hiến dân chủ ở Đài Loan, thì bên ngoài Đài Loan đã xảy ra một trường mưa máu gió tanh. Chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam. Còn ở Trung Quốc đại lục, sự tàn bạo của tam phản, ngũ phản, trấn phản và nạn đói lớn khiến hàng chục triệu người chết đói. Tiếp theo là cách mạng văn hóa, hủy hoại văn hóa truyền thống, bại hoại nhân tính. Không quá lời khi miêu tả, nó là huyết như nê, máu như bùn. Lúc này, trong Thiền Sư Thi chỉ còn lại hai bài thơ cuối cùng, thường được ngoại giới hiểu là dự ngôn về những thay đổi cự đại sẽ xảy ra ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Chúng ta hãy cùng xem. Sự sụp đổ của Vương Triều Đỏ sắp xảy ra. Bài thơ thứ 13 được viết như thế này. Xích thử thời đồng vận bất đồng, Trung Nguyên hảo cảnh bất vi công, Tây phương tái kiến Nam quân chí, Cương đáo kim xà vận dĩ chung. Các chuyên gia giải độc dự ngôn này thường tin rằng hai câu đầu của bài thơ nói về sự suy bại của chính quyền đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong khi hai câu cuối nêu tên thời gian và dấu hiệu diệt vong của nó. Hãy nói về nó một cách chi tiết. Câu đầu tiên, xích thử thì đồng vẫn bất đồng, nêu tên một điểm thời gian là năm con chuột. Chữ xích ở đây vẫn nên giải thích theo ý nghĩa tượng trưng, ám chỉ chính quyền đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thời đồng vận bất đồng, thuyết minh vận mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ gắn liền với hai năm con chuột. Một bên có thể là thời điểm nó trỗi dậy, một bên khả năng đại biểu cho sự bắt đầu suy bại của nó. Vậy hai năm Tý này là năm nào?
Mùa thu năm con chuột Mậu Tý năm 1948, Quốc dân đảng và Cộng sản đảng nổi chiến. Hai bên quyết chiến trên ba hướng Đông Bắc, Hoa Đông và Hoa Bắc. Đó là ba đại chiến dịch Liêu Thẩm, chiến dịch Hoài Hải và chiến dịch Bình Tân. Ba trận đánh then chốt này đều kết thúc với thắng lợi vang dội cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm đó có thể nói vận thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hừng hực và nó đã chiếm đóng hoàn toàn Trung Quốc đại lục vào năm sau, năm 1949. Năm con chuột vận thế suy nhược của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong dự ngôn chính là năm Canh Tý, năm 2020. Nếu nhìn lại một chút, chúng ta sẽ phát hiện kể từ khi virus COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2019 và phát triển thành đại dịch toàn cầu vào năm 2020, hình thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc là cực kỳ bất hảo. Ở nước ngoài, dù ở châu Âu, châu Mỹ hay châu Á, Thái Bình Dương, rất nhiều quốc gia đã thanh tỉnh trước sự dối trá và lừa bịp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mối quan hệ chiến lược kinh tế và quân sự Mỹ-Trung đã trải qua một bước ngoặt lớn. Nhiều cường quốc quốc tế đã thực hiện các hành động liên hợp phòng ngự hoặc tẩy chay để đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sách một vành đai, một con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã bị từ bỏ. Cách đây một thời gian, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Grossetto trong các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông nói rằng chính phủ Ý trước đây đã đưa ra một quyết định cực kỳ tồi tệ khi tham gia dự án một vành đai, một con đường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong nước, chính sách Zero Covid cực đoan không ngừng gây tổn hại cho kinh tế dân sinh, dẫn đến suy thoái kinh tế. Các vụ sấm sét bất động sản và ngân hàng xuất hiện thường xuyên, doanh nghiệp phá sản, thất nghiệp tràn lan khắp toàn quốc. Cùng các loại thiên tai nhân họa khác nhau, dân chúng Trung Quốc khổ không kể xiết. Từ quan điểm này, năm 2020 xác thực là một năm bước ngoặt đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đôi khi người ta phát hiện dự ngôn thực sự kỳ diệu, bất quá chỉ cho đến khi sự tình phát sinh thì mới có thể giải thích chúng chính xác. Nếu bạn xem lời dự ngôn này trước năm 2019, ai có thể nghĩ rằng một biến đổi cự đại sẽ xảy ra trong năm tới? Trên cơ sở đó, chúng ta xét câu thứ hai: Trung Nguyên hảo cảnh bất vi công, hàm nghĩa trở nên rõ ràng hơn. Hóa ra cái gọi là vinh cảnh thịnh thế của giấc mộng Trung Hoa chỉ là giả tượng, căn bản không phải là công lao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà là đến từ nhiều nhân tố bên ngoài. Vốn tư bản và công nghệ đến từ xã hội phương Tây, kinh nghiệm kinh doanh và kỹ thuật đến từ thương gia Đài Loan. Lao động người Trung Quốc bị định giá rẻ, suy thoái môi trường, v.v. Còn có những thủ đoạn gián điệp và trộm cắp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một khi những yếu tố bên ngoài này rút đi, chân tướng hiển lộ, người dân Trung Quốc sẽ dần thức tỉnh giấc mộng cường quốc. Được rồi, chúng ta chuyển sang câu thứ ba: Tây phương tái kiến, Nam quân chí. Câu này hình như nồng nặc mùi thuốc súng. Lẽ nào sắp xảy ra một cuộc chiến tranh nữa? Kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine bùng nổ, Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã sẵn sàng hành động. Có vẻ như nó muốn bắt chước Nga, xuất thủ đánh chiếm Đài Loan mà nó lâu nay luôn thèm muốn bằng vũ lực. Tuy nhiên, kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiết lộ ý tưởng thống nhất quân sự Đài Loan bằng vũ lực, Mỹ đã nhiều lần đưa ra các tuyên bố ủng hộ Đài Loan. Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật yêu cầu Mỹ và Đài Loan tăng cường liên hợp huấn luyện quân sự, mời Đài Loan tham gia cuộc tập trận quân sự đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương năm 2024. Một khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự xuất binh, rất có thể liên quân đa quốc gia do Mỹ và Nhật dẫn đầu sẽ chia lực lượng thành nhiều đường và trực tiếp tham chiến. Vì vậy, chữ Tây phương tái kiến trong câu thứ 3 có thể giải thích là hiện trong xuất hiện. Các cường quốc phương Tây một lần nữa xuất hiện trên chiến trường Trung Quốc. Nam quân chí có thể giải thích là quân đội đến từ phía Nam, hoặc có thể là các quốc gia như Malaysia và Việt Nam đang tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông cũng gửi quân đến hỗ trợ. Thậm chí có người còn cho rằng Ấn Độ, quốc gia không dễ đối phó với Trung Quốc trong những năm gần đây, có thể nhân cơ hội này gây chiến. Mặc dù không thể đưa thuyết pháp chính xác, nhưng đây chính là chỗ kỳ diệu của dự ngôn. Trước khi sự tình phát sinh thì mọi chuyện đều có khả năng. Sau khi sự việc xảy ra, người ta mới chợt nhận ra, hóa ra là như vậy. Vậy ở đây, giả sử cuộc chiến tương ứng với câu thứ 3 là chiến tranh eo biển Đài Loan. Vậy thời gian hai bờ eo biển Đài Loan đụng độ là lúc nào? Điều này cần phải được kết hợp với một cuốn sách dự ngôn nổi tiếng khác của Trung Quốc là Thôi Bối Đồ. Hình ảnh thứ 43 trong Thôi Bối Đồ được hiểu là mối quan hệ xuyên eo biển, trong đó tụng từ như sau: Hắc thố tẩu nhập thanh long huyệt, dục tận, bất khả thuyết, duy hữu ngoại biên căn thụ thượng, tam thập niên trung tử tôn kết. Thỏ đen, hắc thố và rồng xanh thanh long ở đây, nếu dùng những màu sắc chúng tôi đã giới thiệu trước, cộng với cung hoàng đạo, đối ứng thiên can địa chi ngũ hành, thì có thể hiểu như sau:
Thỏ đen là Quý Mão, tức là năm 2023, còn rồng xanh là năm Giáp Thìn, tức là năm 2024. Tất nhiên, chu kỳ năm thỏ đen và rồng xanh là 60 năm, nên chúng không nhất thiết ám chỉ năm 2023 và 2024, mà cũng có thể là năm 2083 và 2084 trong tương lai. Tuy nhiên, kết hợp với bối cảnh lịch sử và hình thế hiện tại, rất nhiều người vẫn thiên về giải thích thỏ đen và rồng xanh là năm 2023 và 2024. Tiếp theo, chúng ta hãy xem câu cuối cùng trong bài thơ thứ 13 của Thiền Sư Thi. Cương đáo kim xà, vận dĩ chung. Lý giải theo mặt chữ tương đối trực tiếp thì dường như là nói đến năm con rắn. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đi đến hồi kết. Vậy năm con rắn là năm nào? Kim xà, rắn vàng, nếu chiếu theo thiên can địa chi để suy tính là chỉ năm con rắn Tân Tỵ, cách hiện tại gần nhất là năm 2061. Có thể là nó không? Những bạn đã đọc truyện Newton giải mã mật mã kinh thánh có thể biết, Newton đã tính toán thời gian ngày tận thế là vào năm 2060. Nhìn từ góc độ nào đó, năm con rắn vàng năm 2061 kỳ thực cũng có khả năng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể phát hiện rằng, kể từ thời Trung Hoa Dân Quốc, màu sắc của năm và cung hoàng đạo trong Thiền Sư Thi thường chỉ ra điều khác. Vì vậy, con rắn vàng này có thể không thực sự ám chỉ năm con Tân Tỵ. Và nếu câu thứ 3 đề cập đến năm 2023, năm 2024, câu cuối cùng lại đề cập đến năm 2061, thì khoảng cách thời gian quá lớn. Đoán rằng mọi người sẽ không sẵn sàng chờ đợi lâu như vậy. Hãy xem liệu có thể có lời giải nào khác không? Vậy từ hiện tại còn những năm con rắn nào nữa từ nay đến năm 2061? Một là năm con rắn Ất Tỵ năm 2025 và hai là năm Đinh Tỵ năm 2037. Liệu kim xà có phải là một trong số đó? Cách giải thích chủ lưu hiện nay đặt mục tiêu vào năm 2025 bởi vì nếu chiến tranh eo biển Đài Loan nổ ra vào năm 2023 hoặc 2024, Đảng Cộng sản Trung Quốc rất có khả năng sẽ tự làm bản thân sụp đổ. Tại sao? Về thực lực, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa có kinh nghiệm thực chiến trên biển. Nếu phải đối mặt với liên quân đa quốc gia như Mỹ và Nhật có năng lực tác chiến trên biển và trên không cường đại, thì ước tính cơ hội chiến thắng là rất nhỏ. Có lẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng biết điều này nên đang nỗ lực chế tạo tàu sân bay, nhưng chất lượng của tàu sân bay đó thực sự đáng lo ngại. Nguyên nhân trọng yếu nhất là nó không đắc dân tâm. Một khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến tranh, nói không chừng sẽ bộc phát nội chiến. Trước đây, một số cư dân mạng đã nói rằng nếu họ được phát súng để đánh nhau, họ nhất định sẽ tìm ra địch nhân thực sự để thanh toán. Mọi người hẳn đều có thể đoán được là ai, phải không? Ngoài ra, trong những năm gần đây, các loại thiên tai, nhân họa và dị tượng thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc đại lục, thập phần tương tự với cảnh tượng mạc đại của các triều đại khác nhau được ghi lại trong lịch sử. Thật khó để không khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người. Hãy quay lại dự ngôn năm con rắn. Trên thực tế, một số người tin rằng kim xà trong lời dự ngôn ám chỉ năm 2037. Điều này được giải thích như thế nào? Chúng ta hãy nhìn lại hình 43 của Thôi Bối Đồ, tụng từ có câu dục tận, bất khả thuyết. Điều này dường như có nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc không chết ngay lập tức, giống như một con rết chết nhưng không cứng đờ. Duy hữu ngoại biên căn thụ thượng, tam thập niên trung tử tôn kết. Dường như là nói Trung Hoa chính thống vẫn còn đang ở bên ngoài, không ở Trung Quốc đại lục. Trong 30 năm khai hoa kết quả, hoặc là độc lập kiến quốc, hoặc là phản công tại Trung Quốc đại lục thành công. Tam thập niên trung có người giải đọc là 15 năm, giữa 30 là 15. Bằng cách này, thời gian được Thôi Bối Đồ dự ngôn có lẽ là từ 2023 cộng 15 đến 2024 cộng 15, tương đối gần với năm 2037, năm Bính Tỵ. Rốt cuộc thì đó là năm con rắn nào? Mọi người đừng nóng vội, rất có thể 1-2 năm nữa bạn sẽ biết. Vậy bài thơ cuối cùng của Thiền Sư Thi nói lên điều gì? Nhật nguyệt thôi thiên tự chuyển luân, ta giữ xuất thế canh vô nhân. Lão tăng tòng thử hưu nhiêu thiệt, hậu sự hoàng tu vấn hậu nhân. Bài thơ này và tụng từ của hình ảnh cuối cùng trong Thôi Bối Đồ dù từ ngữ khác nhau nhưng ý nghĩa tương tự. Mang mang thiên sổ thử trung cầu, thế đạo hưng suy bất tự do. Vạn vạn thiên thiên thuyết bất tận, bất như thôi bối khứ quy hưu. Có lẽ giống như nhiều dự ngôn cổ kim nội ngoại, xã hội nhân loại là tuần hoàn vãn phục. Thiên số vô tận, chân lý của vũ trụ không dễ để con người biết được. Thế giới sẽ trải qua một cuộc đại canh tân, và những dự ngôn cũng chỉ có thể đi xa đến thế.
Trong những biến đổi cự đại đó, nhân loại sẽ đưa ra sự lựa chọn cuối cùng giữa thiện và ác. Điều này cũng sẽ quyết định vận mệnh tương lai của nhân loại, cũng chính là hậu sự hoàng tu vấn hậu nhân. Tức là chuyện sau này thế nào vẫn còn phải hỏi người đời sau. Theo Epoch Times, Hương Thảo biên dịch, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày.